Mến chào quý vị thính giả, một ngày nữa thì trôi qua và Trinh rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ này trên kênh của Trinh. Tối nay, Trinh xin mời quý vị cùng đến với một truyện ngắn của tác giả Thành Trúc, truyện có tên Ngoại tình. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị vào truyện cùng với Trinh quý vị nhé. Dung cùng bố nuôi cũng là ông lần bước vào căn nhà hai tầng nhỏ trong khu dân cư là một căn nhà sập xệ mà bọn họ thuê lúc mới cưới. Lúc này Trung mới đi làm về anh thấy vợ mình cùng bố nuôi bước vào nhà, liền chạy đến ôm vợ và chào bố nuôi. Em làm về rồi hả? Có mệt không? Cả bố nuôi nữa. Hai người ngồi xuống đi, con rót nước cho hai người. Trung không có cha mẹ, anh sống trong trại mồ côi, lúc nào cũng chờ ngóng sẽ có một người đến đón mình. Cái cảm giác tồi tệ đó đã dạy vào anh trong suốt 20 năm, cho đến khi anh gặp Nhung mới nhận ra. Mình có nhà để về rồi. Trung đi vào bếp rót nước cho hai người, nhung nói nhỏ với giọng đũng niệu em nói rồi anh đi vào làm gì nhìn anh ta thêm ngứa mắt lần vui vẻ sờ tay nhung ông thì thầm nói chỉ đủ cho hai người nghe tất nhiên là đến xem cái sừng của cậu ta dài ra bao nhiêu rồi nhung đánh nhẹ vào cánh tay ông hai người ngồi liếc mắt đưa tình mà trung không hề hay biết anh rót nước xong liền bưng ra bố nuôi tối nay bố ở lại ăn cơm không bố nuôi trăm công nghìn việc rảnh mới đưa em về anh để cho bố nuôi về nhà nghỉ ngơi đi trung ngu ngốc gãi đầu anh ta cũng chỉ mời theo phép lịch sự thôi mà sao lại bị vỡ mắng ông lân cũng lên tiếng từ chối thôi khỏi ta về đây có gì cần cứ nói ta dùng tiện bố nuôi ra khỏi cổng trước khi lên xe còn quay lại ôm dung rồi hôn lên môi cô ta cục cưng vào nhà đi không cậu ta đi ra đó Hả? anh là muốn nhanh nhanh đuổi em hả lần cưng chiều nhìn cô ta "Nào có, em vào đi." Nói rồi bước lên xe, Dung bước vào nhà, lúc này cơm đã dọn xong, thay mâm cơm chỉ có mấy món đạm bạc, khiến cô ta mất cả hứng ăn. "Vợ, nhanh vào ăn cơm đi, hôm nay anh nấu canh cá đấy." Dung ngồi xuống bàn ăn, cô ta nhìn những món ăn chẳng mấy đẹp mắt trên bàn, thịt thì đựng trong cái bát nhỏ, mấy quả cà muối cũng ít canh cá, mà canh cá thì toàn xương nhìn còn không bằng một phần mười bữa cơm cô cùng bố nuôi ăn chiều nay anh nấu thế này sao em ăn được em còn phải đi làm đó nhung giận dữ nói tuy từ ngày quen bố nuôi cô ta không còn phải đi làm nữa nhưng đây vẫn là cái cớ hoàn hảo để cô ta trách móc chồng mình càng quen sự xa hoa bên lân bao nhiêu thì cô ả càng ghét sự nghèo nàn của chồng bấy nhiêu trung thấy vợ giận dữ cũng buông bác xuống dỗ dành vợ em cố gắng đi mình tích tiền xây nhà to Còn sau này nuôi con cái nữa Mà anh thấy cơm cũng ngon mà Rau có, thịt có Dùng giận dữ trừng mắt với anh Quả nhiên là đồ nghèo nàn Không được ăn sang Cô ta cố kìm lại sự trào phúng trong mắt Đứng dậy nói Em không ăn đâu, anh ăn đi, em đi tắm Trương vội ngăn vợ lại Em không ăn, đêm đói thì sao Ngoan, ăn một ít thôi Mai anh mua đồ ngon cho Nhung nhìn chồng mình một cái rồi ngồi xuống cố ăn hết bát cơm, thầm nghĩ tại sao mình lại cưới một người shipper nghèo nàn như vậy. Cô ta xinh đẹp, chỉ cần nói vài câu, đầy người đi theo, nhưng thầm trách bản thân ngu ngốc. Cô ả ăn hết bát cơm, rồi đứng dậy đi tắm. Trong phòng tắm, Nhung lấy lọ che khuyết điểm, che đi những dấu hôn ở những chỗ dễ thấy. Cô ta vừa bôi vừa nói lẩm bẩm. Quả nhiên mình thật đẹp, mình không nên sống ở nơi nghèo nàn như thế này. Hay chúng ta sinh một đứa con đi Nhung dậy nảy lên Cô ta đẩy anh ra vùng vằng nói Nhà mình nghèo xác nghèo sơ Anh chỉ là tên shipper quèn Để con lấy đâu ra tiền mà nuôi Trung ngạc nhiên Vợ anh trước giờ vẫn luôn nhỏ nhẹ Trước kia nói đến chuyện sinh con Cô còn cười cười đồng ý Vậy mà bây giờ Trung nghe vợ nói anh chỉ là shipper nghèo Thì trầm mặt Anh không ôm vợ nữa Mà nằm ngửa nhìn trần nhà anh biết anh chỉ là shipper Nhưng anh luôn cố gắng Dành mọi điều tốt nhất cho cô Trong tự trách bản thân mình Nếu mình học giỏi hơn một chút Có thể thi đại học Hay mình gan lớn một chút Mà đi kinh doanh Thì có lẽ vợ mình đã được sống sung sướng hơn bây giờ rồi Cả hai cùng yên lặng không nói gì Đến bây giờ Trung triệt để hiểu câu Thứ đáng sợ nhất chính là sự im lặng, dùng cao có đẩy anh ra rồi trùm khang đi ngủ. Sáng sớm, Trung lục đục trong bếp nấu bữa sáng. Anh nấu hai bát mì trứng, thêm ít rau cải vào. Mùi thơm bay lên khiến anh thấy vui vẻ. Vợ ơi, rang sáng. Tiếng Trung vọng vào, khiến Nhung bực tức bật dậy. Nhìn đồng hồ, mới có hơn 6 giờ, cô ta bực bội đến răng rồi ra ăn cơm. Sáng sớm, anh gọi gì mà lớn vậy? Bộ sợ hàng xóm nghe rõ hay sao? Trung gãi đầu, anh nói. Anh sợ em dậy muộn, rồi quá giờ đi làm. Nhung không nói gì Mà ăn hết bát mì Lúc Trung rửa bát xong Liền thấy vợ mình trang điểm thật kỹ Anh tò mò hỏi Em làm công nhân Mà đi làm cũng cần trang điểm sao Nhận được cái nhìn lạnh buốt từ Nhung Khiến Trung ngưng cười Anh vội nói Xin lỗi em Là anh không hiểu chuyện Em lúc nào cũng phải thật đẹp Nói rồi anh đi đến Thơm lên má vợ một cái Rồi vội vàng đi làm Nhung đưa tay lao đi vết hôn của chồng Cô ta trề môi chê bai rồi tiếp tục trang điểm từ ngày quen lân rồi nghỉ việc cô ta luôn cố gắng đi làm muộn hơn chồng để tránh bị nghi ngờ cô ta gọi điện cho lân alo em xong rồi anh đến đón em chưa được bây giờ anh đến sau khi gọi xong cô ta chọn một chiếc đầm bó sát gợi cảm tôn lên đường cong cơ thể đứng trước gương cô ả à, mỉm cười nói quả nhiên mình hợp với sự sang chảnh hơn cầm túi xách bước ra cửa tiếng dậy cao gót vang lên thanh lãnh trong căn phòng nhỏ. Lúc Nhung ra đến cổng, liền nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng đang đổ gần đó. Nhung tự tốn, đi đến chiếc xe, rồi mở cửa đi vào. Vừa vào đến nơi cô đã xà vào lòng lân, người ba nuôi của cô, hôn lên môi cô một cái rồi nói. Hôm nay, đưa em đi mua sắm, cứ mua thỏa thích, tiền anh lo. À, yêu anh quá. Nhung hôn lấy hôn để, vào hai bên má lần. Dạ thì đã sao chứ? chẳng phải vẫn hơn kẻ mỗi ngày không có tiền đút no ả sao cả một buổi sáng hôm đó bọn họ đi mua sắm rồi đi chơi trên du thuyền nhưng hài lòng nhấp đi rượu cuộc sống của cô nên như thế này mới đúng lúc trung đến bu cục vẫn còn khá sớm anh ngồi lướt điện thoại một lúc cũng có đồng nghiệp đi tới một cậu trai còn trẻ tóc vàng hoe đi đến ngồi bên cạnh anh anh trung anh xem gì mà tập trung thế trung đưa điện thoại cho cậu nhóc đồng nghiệp xem anh nói, "Nhìn xem, vợ anh đấy, xinh không?" Cậu trai tóc vàng vừa xem vừa xích xoa, "Đẹp thật, anh trúng số hưởng có vợ đẹp như vậy, nhưng sao thấy hơi quen quen." Trung cũng chẳng để tâm mấy đến lời cậu nói, dù sao thì nghề bọn họ hàng ngày gặp hàng trăm người, nhìn ai chả thấy quen. Chị dâu cậu bên ngoài còn xinh hơn, sao mà cậu thấy quen được? Chẳng qua chúng ta ngày gặp hàng trăm khách hàng, trăm khuôn mặt khác nhau thì kiểu gì chả thấy na ná. Một lúc sau, bọn họ liền bắt đầu làm việc. Trung đi xe máy đến từng con ngõ nhỏ. Cây nắng mùa hè chói chang, hát lên da mặt, nóng rát. Trung vẫn vui vẻ. Anh luôn cố gắng làm việc với hy vọng một ngày nào đó đủ tiền xây cho vợ một căn nhà lớn, cho vợ chỉ cần ở nhà và xinh đẹp. Lúc chiều khi Trung đang giao hàng cho một khách hàng trong chung cư thì nhận được tin nhắn của đồng nghiệp là cậu nhóc tóc vàng, cậu ta gửi cho Trung một tấm ảnh. Ngày giây phút mở ra xem tấm ảnh, trùng bỗng cứng người. Anh không rõ cảm xúc của mình khi nhìn thấy bức ảnh này. Đau đớn có, ghen tuông có, giận dữ có, bất lực có. Anh như nhận ra mình đúng thật là một tên ngốc đối xử tốt với người vợ đi ngoại tình lại đối xử tốt với đối tượng ngoại tình của vợ như một người ba ruột thấy anh đơ người nhìn điện thoại một lúc lâu khách hàng liền khó hiểu này anh không sao chứ trung lắc đầu quét mã cho khách hàng xong rồi lững thững đi xuống anh ngồi lại gốc cây đơ người rồi lại nhìn vào tấm ảnh trong ảnh là dung người vợ mà anh hết mực yêu quý và trân trọng đang tay trong tay với một người mà anh rất biết ơn và kính trọng người mà anh vẫn thường gọi là bố nuôi nhìn dáng vẻ hai người dính sát nhau bước vào nhà nghỉ ngay cả trung muốn tin tưởng thế nào cũng không thể giải thích một cách hợp lý được người vợ mà anh nghĩ hàng ngày vẫn đi làm chăm chỉ lại ở sau lưng anh về phẫn với người khác vậy mà anh còn lo cô ta đi làm mệt lại lo cho cô ta ăn ít sẽ bị đói <cười> trong cười khổ anh không biết mình đã làm việc như thế nào cho hết đơn buổi hôm ấy lúc anh về nhà dung vẫn chưa về anh không bật đèn mà cứ ngồi ở ghế đơ ra càng nghĩ anh lại càng tức giận cái cảm giác bị phản bội Nó thật không dễ chịu chút nào Anh đã tự hỏi rất nhiều lần Tại sao cô ta có thể làm như vậy Với một người như vậy Lúc Nhung về thấy nhà vẫn tối om Thầm nghĩ chắc Trung chưa về Cô dò dẫm mở đèn lên Liền thấy Trung đang ngồi trên ghế nhìn mình chầm chầm Ngay lúc cô định nói gì đó Thì một cái tác liền đập vào mặt cô Nhung vẫn đang ngơ ngác Chưa hiểu chuyện gì Cô ta vừa bị đánh Cô ta bị đánh Nhung dường như không thể tin được là mình lại bị đánh bởi người chồng hiền lành, ngu ngốc của mình. Nhung, cô đi đâu bây giờ mới về? Cô nhìn xem là ảnh cô vào nhà nghỉ cùng ông già kia đó. Trong giận dữ giao điện thoại lên cho Nhung xem. Nhung ngờ ngác. một lúc sau đó cô ả gào ầm lên. Tôi đi với bố nuôi thì làm sao? Anh kêu cái gì? Lại còn đánh tôi nữa. Đi chơi mà vào nhà nghỉ, các người chơi gì trong đó? Cô thật trơ trẽn. ông ta đáng tuổi bố của đó. Nhung cảm thấy bị sỉ nhục, Cô điên cuồng nói Thì sao? Kệ tôi Đừng quên quần áo anh đang mặc Xe anh đang đi, nhà anh đang ở Đều là do ông ta cho đấy Trung ngẩn ra nhìn cô Bây giờ anh đã triệt để tuyệt vọng Anh đã từng hy vọng Nhìn thấy được dáng vẻ ban đầu của vợ mình Trong con người trước mặt Nhưng không, trước mặt anh chỉ là một con điếm Vì tiền mà cặp kè với một lão già Một con điếm tô son trát vấn Đi dụ dỗ đàn ông Thứ khốn nạn tôi sẽ trả lại tất cả những gì tôi nợ cho lão Còn cô mau cút khỏi mắt tôi đi Được thôi Tôi cũng chán sống với một thằng shipper nghèo nhanh rồi Tốt nhất anh nên sống cả đời trong sự nghèo nàn này đi ly hôn đi Dùng nói xong Liền quay mặt rời khỏi căn nhà sập xệ này Trên mặt cô Không có sự bi thương Hối hận khi bị phát hiện Hay ly hôn với chồng Mà chỉ có sự giận dữ khi bị xúc phạm Đáng lẽ cô ta nên quay lại Rồi tác cho anh một cái Cô ta gọi điện cho Lân Khóc lóc kể lễ Anh Em giờ chỉ còn mình anh thôi Lân nghe xong liền hoảng hốt Ông ta nói vội vào điện thoại Cục cưng ai bắt nạt em Nghe ông ta dỗ ngọt Khiến Dung càng tuổi thân Cô gào khóc Anh ta biết chuyện chúng ta rồi Còn đuổi em đi nữa Hoàng không khóc Anh tới đón em Dung đứng chờ gần một tiếng Thì bố nuôi đến Khi ông vừa bước xuống xe Dung liền nhào vào lòng ông cô ả à khóc lóc khiến lân thương xót đi anh thuê chê một căn hộ bỏ xác cái thằng nghèo kia đi nhung gật đầu cô ta theo lân lên xe lân nhờ bạn bè thuê gấp một căn hộ ở trung tâm thành phố rồi lái xe đến đó lúc đến nơi người bạn kia của lân đã đưa thẻ thang máy và chìa khóa nhà nhìn căn hộ xa hoa nhưng vui sướng ôm lấy lân thật đẹp yêu anh nhiều nói rồi cô ta đi xem vùng quanh nhà nhìn xem đây mới là nơi nên thuộc về cô ta lần đi đến ôm lấy nhung từ đằng sau sau này em sống ở đây anh cũng có thể qua đêm ở đây vừa nói lân vừa luồn tay vào bên trong chiếc váy ngắn của cô ta nhung mỉm cười rồi quay lại hôn môi với lân bọn họ từ phòng khách rồi vào đến phòng ngủ sáng hôm sau trung ủ rủ đi làm nhớ đến bóng lưng rời đi dứt khoát của nhung anh thấy thật xa lạ đây là người con gái anh từng yêu sao lúc trung đến bu cục thì tóc vàng hoe đã ngồi đợi sẵn anh ở đó nhìn thấy vẻ mặt anh cậu ta cũng không biết nói gì trung ngồi xuống bên cạnh cậu anh nói cảm ơn cậu đã nói cho anh biết tóc vàng hoe ấp uống không có gì hai người sao rồi ly hôn rồi cậu ta không ngờ họ lại ly hôn trung mọi ngày rất hiền lành cũng rất yêu vợ ly hôn là điều cậu ta không ngờ đến nhưng nghĩ lại cũng không quá bất ngờ ai lại chấp nhận được vợ mình cặp kè với một lão già chứ thôi anh đừng buồn nữa ly hôn sớm cũng tốt sau này anh còn nhiều lựa chọn mà còn cô ta sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt thôi trung gật đầu đâu phải thế giới này chỉ có một mình cô ta anh đứng dậy bắt đầu công việc của mình anh lên xe rồi bắt đầu đi ship lần này trung không mất tập trung như hôm trước nữa anh giao rất nhanh cũng rất niềm nở với khách mấy ngày nay anh vẫn chăm chỉ làm việc hôm nay anh có một cách sống trong khu nhà giàu đứng trước ngôi nhà xa hoa trước mặt mặt không nói nên lời căn biệt vũ lộng lẫy này khéo khi lộng lẫy bằng mấy chục ngôi nhà anh đang thuê một anh trai bước ra khỏi cánh cổng sắt mạ vàng nặng trịch kia trung hoàng hồn anh lấy ra hộp hàng của vị khách rồi nói nguyễn văn thắng đúng không hàng của anh đây Lúc Trung ngẩng đầu lên, liền thấy vị khách kia sững sờ nhìn cậu, thậm chí còn có vẻ ngạc nhiên, xen lẫn khinh bỉ. Trung lấy làm lạ, anh hỏi lại vị khách, anh à, anh không sao chứ? Vị khách kia lắc đầu, anh nhận hàng rồi dày dặt nói, tôi xin một tí tóc anh được không? Trung khó hiểu, nhìn vị khách hàng trẻ tuổi đi ra từ căn biệt phủ này, nhưng nhìn ra sự khó hiểu của cậu. Thắng vội lấy cớ, tôi thích sưu tầm tóc, thấy tóc anh đẹp nên... <laughs> Ngay cả Thắng cũng không tin vào lời bào chữa sức mẻ này, chứ nói chi đến Trung. Tuy Trung khó hiểu, nhưng anh vẫn bỏ mua bảo hiểm xuống rồi nhổ tóc, thầm nghĩ mấy người nhà giàu, đúng thật kỳ lạ. Sau khi nhổ tóc cho vị khách đặc biệt này, Trung chạy xe đi mất. Quản gia thấy cậu chủ vẫn đứng đờ người ở đó thì tiến tới hỏi. Cậu chủ, người giao hàng đó có vấn đề sao? Thắng lắc đầu, anh không nói gì, đi vào trong nhà. Quản gia cũng không nói gì mà đóng cổng lại sau một đêm ngủ cùng lân nhung nũng nịu nằm trong vòng tay ông cô ta thủ thỉ anh có yêu em không lân ôm người đẹp vào lòng nói tất nhiên là yêu em rồi nhung cười thật tươi cô ta giả vờ nói em đang tính tìm công việc để đi làm dành dụm ít tiền quả nhiên lân dậy nảy lên ông nói em đi làm làm gì tiền anh cho không đủ sao nhung vội vàng xua tay không phải mà em muốn mở tiệm neo lần nghe vậy mới thắc mắc hỏi em mở làm gì em đâu biết làm neo dùng biểu mồi cô ta đánh nhẹ vào ngược lân em không biết làm còn không biết thuê nhân viên sao em chỉ muốn làm việc gì đó thôi ở nhà chơi như thế này chán chết lần ôm cô vào lòng ông ta suy nghĩ một lát rồi nói em cần bao nhiêu dùng hớn hở vui vẻ cô ta vội nói anh sẽ cho em sao lần gật đầu sau khi nghe con số cô ta cần là 800 triệu, ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được, vậy cuối tháng anh chuyển cho em." Nhung vui vẻ hôn lên khuôn mặt già nua của ông ta, ả à, vui vẻ nói: "Yêu anh quá, quả nhiên anh thật thương em. Em không cần làm gì cả, cứ ở nhà phục vụ anh là được rồi." Nhung mỉm cười nói: "Vâng." Cô ta cười vui sướng trong lòng, đúng là lúc nào cô ta cũng có thể tìm cách để ông ta chi tiền cho mình. Lần mỉm cười vô cùng hài lòng Hai người bọn họ lại quấn quýt với nhau Những ngày trôi qua đối với Trung Ngày nào cũng như ngày nào Chỉ có ăn ngủ và làm Anh muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền Rồi trả cho lão già kia Hôm nay Trung đến sớm như mọi khi Anh ngồi lướt điện thoại một lúc Thì Tóc Vàng Huê cùng với một số đồng nghiệp khác Cũng đi tới Tóc Vàng Huê vội chạy đến bên cạnh anh Rồi ngồi xuống Dạo này anh sao vậy Cứ làm bán mạng thế này kẻo độc tử đấy Trung lườm cậu ta Nhưng anh cũng biết đây là cậu lo lắng cho anh Tôi làm để trả nợ Tóc vàng Huê không nhớ ra là anh nợ ai Cậu ta hỏi Anh nợ ai vậy? Nhiều không? Em có thể cho anh mượn Dù gì em cũng không có vợ hay bạn gái Trung rất cảm động Trong trường hợp này Người thật lòng giúp anh chắc cũng chỉ có cậu nhóc này thôi Thôi khỏi Là nợ tình nhân của vợ cũ Cậu đừng nên chen vào Tóc vàng Huê không tiếp tục chủ đề này nữa Cậu ta ghé sát vào tay Trung nói Tôi thấy vợ anh Cùng lão già kia Đứng nói chuyện trước một tiệm neo Hình như mua cho cô ta Đó không còn là vợ tôi nữa Tóc vàng hoe gật đầu Trung giới lại trước kia Cô ta từng nói rất thích làm neo Sẽ cố đi làm tiết kiệm để mở tiệm neo Bây giờ mọi việc vẫn như thế Cô ta đã mua được tiệm neo Nhưng làm là nhờ công sức làm việc trên giường Lúc bọn họ lấy hàng, chuẩn bị đi ship thì bu cục xuất hiện một nhân vật không hề tầm thường. Người đàn ông bước vào với khí thế áp người. Anh ta mặc bộ âu phục mà bọn họ không biết của hãng nào, chỉ biết nó nhìn rất đắt. Phía sau anh ta có một ông chú, tầm 50 tuổi đi sau. Hai người đảo mắt, nhìn một lượt rồi ghim lên người Trung. Trung nuốt nước miếng, có phải mình làm sai chuyện gì với họ sao? Hay mình giao hàng không đúng người? Hai người đi đến trước mặt Trung, một người trẻ tuổi mặc vest chững chạc hỏi tôi gặp cậu một chút được không trung lắp bắp nhưng như tôi còn phải đi làm hay chiều chúng ta nói chuyện nha tóc vàng hoe cũng bắt đầu sắn tay áo sẵn sàng nhảy vào chiến bất cứ lúc nào người đàn ông trung niên đứng đằng sau đánh một cái vào lưng người đàn ông ông đi đến phía trước cười niềm nở nói con đừng sợ bọn ta không làm hại con chỉ muốn nói chuyện với con một chút thôi trung ngạc nhiên nhìn bọn họ nhưng cháu đâu quen gì bác đâu cũng không quen anh ta Chúng ta có chuyện gì để nói Lúc này quản lý đã chạy ra Ông ta khép nép đứng đó nói Quý khách muốn gì sao Thắng liếc nhìn quản lý một cái Rồi đưa cho anh ta một phong bì Trung đoán bên trong là tiền Tôi muốn nói chuyện với Trung một lát Hôm nay cho cậu ấy nghỉ Trung còn chưa lên tiếng Thì quản lý đã vội vàng đồng ý Ông đẩy đẩy Trung về phía trước rồi nói Cậu ta hôm nay cũng ít hàng Các người cứ nói chuyện thoải mái thế là trung không thể nào làm khác rồi cùng họ lên chiếc ô tô sang trọng mà cả đời trung cũng không dám ao ước tới anh khúm núm ngồi im trên xe bác trai ngồi bên cạnh không ngừng hỏi han sở thích hay công việc khiến trung tuy khó hiểu nhưng cũng không dám không trả lời có trời mới biết anh ta từ nhỏ đã không có ba mẹ sống trong trại mồ côi nên không biết đối nhân sự thế với những người bề trên khẽ lao dọc mồ hôi trên trán anh ta chỉ thầm mong chiếc xe có thể chạy nhanh để kết thúc cái không khí ngột ngạt này dung cùng lân đi xem một vài tiệm nail nổi tiếng bọn họ tính mua một tiệm đã hoạt động sẵn như vậy thì không cần tốn tiền xây tiệm và không cần đào tạo nhân viên bước vào tiệm nail thứ ba dung cao mày nhìn xung quanh một bạn tiếp viên đi đến chào hỏi xin chào quý khách xin hỏi quý khách muốn dùng dịch vụ nào dùng hớt tóc bơ luôn cô nhân viên cô ả à kéo tay lơn đi vào rồi nhìn ngắm xung quanh bạn nhân viên vẫn luôn đi theo hai người khiến nhung khó chịu gọi quản lý của các cô qua đây bạn nhân viên hơi bối rối chẳng lẽ làm sai cái gì mà phải gọi quản lý nhìn khuôn mặt khó chịu của nhung bạn nhân viên đành phải gọi quản lý không lâu sau quản lý liền chạy ra chào quý khách không biết quý khách không hài lòng về dịch vụ nào hay sao nhung nhìn quản lý rồi nói tôi muốn mua lại cái tiệm này một câu nói của cô ả thành công thu hút sự chú ý của mọi người cả nhân viên cùng khách hàng cũng nhìn chăm chăm cô ta dung không những không ngại mà còn cảm thấy đắc ý cô ta có tiền thì cô ta có quyền quản lý sau khi nghe cô ả nói vậy thì sắc mặt không được tốt lắm cửa hàng của bọn họ là chi nhánh con của chuỗi cửa hàng neo nổi tiếng toàn quốc chưa nói đến bán hay không nhưng nhìn người phụ nữ này thì chưa chắc đã mua nổi xin lỗi quý khách cửa hàng của chúng tôi không bán hay chuyển nhượng đâu ạ à? Nhung cao mày Cô ả xa xả nói Một cái cửa hàng bé tí này mà không bán Làm được bao nhiêu mà giữ Lần vội dỗ nhẹ cô ta Ông ta nói Em kể đi Mình sang tiệm khác Nhung khó chịu Nôi phân rồi quay đi Lần này thì mọi người triệt để Nhận ra mối quan hệ của hai người bọn họ Có người về biểu chê trách Có người khinh thường Gọi thân mật như vậy Xem ra không phải cha con Mà là bồ nhí ấy Đúng rồi Tại đây con gái đi làm bồ nhí nhiều lắm Chỉ thích ăn sung mặt sướng mà lười lao động Bọn họ xì xầm với nhau Khiến dùng chưa bước ra đến cửa Liền nghe thấy Cô ta nắm chặt bàn tay lại Móng tay đâm sâu vào da thịt Khiến nó đỏ hết Nhưng cô ta cũng không quan tâm Tại sao bọn họ lại dám khinh thường cô ta Bọn họ xứng sao Mọi người vừa làm neo Vừa bàn tán với nhau Lúc bấy giờ có một người phụ nữ sang chảnh Đang ngồi trong góc bà quay mấy ảnh chụp vài tấm rồi gửi đi cho người nào đó sau đó liền có cuộc gọi đến hoàng dung à nhìn thấy ảnh tôi gửi chưa thấy rồi chẳng nhớ đây là người thứ bao nhiêu nữa không định làm gì à để cho nhóc đó hưởng thụ một chút nếu cô ả à nhìn thấy cảnh này chắc cũng sẽ nhìn ra sự khác nhau giữa nhà giàu chính thống với nhà giàu giả tạo ra ngoài tìm neo nhưng làm nũng nói bọn họ khinh thường em Lần đưa tay nữ má cô ta Cười nói Kể bọn họ Còn anh thương em là được rồi Bọn họ cùng nhau đi đến vài quán neo như vậy Nhưng đều nhận được câu trả lời không bán Dung dặm chân bực tức Lần an ủi cô ta Thôi thì mình tự mở cũng được Thuê nhân viên thì có sao đâu Tự mở còn có thể trang trí theo ý mình Dung nghĩ lại cũng đúng Vậy anh tìm giúp em Tìm công ty thi công đi Còn phải tìm mặt bằng nữa nắng nóng này em không muốn đi nhiều đâu đèn hết da lần gật đầu anh mình đi ăn thôi em đói rồi hai người bước vào một nhà hàng sang trọng dùng theo thói quen gọi những món đắt đỏ nhất lúc ăn cô ta còn ổng ẹo chê cái này nhạt cái kia không ngon trung đi theo hai người đến một quán cà phê nhỏ bọn họ ngồi xuống ông chú trung niên kia giới thiệu chào con ta tên hùng đây là Thắng, con trai ta. Lúc này Trung mới nhớ ra, người đàn ông này là người đàn ông trong căn biệt phủ xinh tóc anh, anh há mồm nhìn anh ta. Tôi làm cái gì sai sao, hay hàng tôi giao có vấn đề? Thắng lắc đầu, anh đưa cho Trung một phong bì niêm phong, ý muốn bảo cậu mở ra, Trung do dự nhận lấy nhưng chưa mở ngay. Ông hùng lúc này mới nói rõ, ta có hai đứa con trai. Trung khó hiểu nhìn ông, anh đâu có hỏi chuyện này. Tuy nghĩ vậy Nhưng anh vẫn ngồi nghe ông nói hết Ông Hùng đỏ mắt nhìn cậu Ông nghẹn ngào nói Một đứa con của ta đã bị bắt cóc Năm đó 4 tuổi Ta đã tìm rất lâu nhưng không thấy Ta đã nghĩ có lẽ nó đã chết rồi Dù sao một đứa nhóc á, Thì làm sao mà sống sót được Trung đau lòng Anh đưa trong ít khăn giấy rồi an ủi Mọi chuyện đã xảy ra rồi Thì chú cứ để nó qua đi Con trai chú chắc cũng không muốn chú đau khổ vậy đâu Ông Hùng gật đầu Ông khẽ lao đi và giọt nước mắt Rồi nói tiếp Ta cũng nghĩ nó đã chết Cho đến khi nghe tin từ thắng Nó đã tìm thấy em trai Ồ oh, vậy chúc mừng Mặc dù không liên quan đến mình Nhưng Trung vẫn thành tâm chúc mừng Cậu là trẻ mồ côi Tuy không biết tình thương gia đình là thế nào Nhưng anh biết Việc mất đi một người thân Sẽ rất đau khổ Mà tìm được người đó Lại là niềm may mắn lớn nhất trong đời Em mở túi giấy ra đi Tháng đói khiến Trung nhớ ra Mình chưa mở bịch giấy Anh tò mò mở bóc từng lớp ra Anh nghĩ anh không liên quan gì tới bọn họ Thì trong túi giấy này Sẽ chứa thứ gì Kết quả trong là một tờ giấy thông báo của bệnh viện Trung khó hiểu mở ra đọc Cậu không hiểu mấy cái thuật ngữ chuyên ngành kia Mà nhìn luôn xuống kết quả Giám định ADN Kết quả hai bên có quan hệ cha con 99,99% ,99%. Trung lại nhìn bên trên tên Một bên là tên Hùng còn một bên là tên trung ha, con trai chú cũng tên trung à trùng hợp ghê cũng tên trung chú chú đưa cái này cho con có gì không con trai con là con trai ta ông hùng nắm lấy bàn tay của trung trung ngơ ngác như không hiểu những gì ông nói chú nói cái gì vậy con sao có thể con là trẻ mồ côi lúc này thắng lên tiếng anh nói lần trước anh xin tóc em là để giám định adn anh thấy em rất giống người em của anh nên anh mới nói dối em trùng ngờ ngác một hồi rồi lắp bắp vậy vậy là con không phải là trẻ mồ côi không có ba mẹ con là người có gia đình con được yêu thương trùng cứ ngờ ngẩn lặp lại câu nói này có lẽ những ngày này quá áp lực khiến đôi mắt anh đỏ hoe trùng ngước mắt lên để cho nước mắt không chảy xuống bình tĩnh một chút rồi anh nói vậy vậy chú là ba con còn còn anh là anh trai em ba hùng gật đầu ông đi đến ôm lấy trung vào lòng nước mắt chảy ra ông nghẹn ngào bà tới đây á để đón con về nhà mẹ đang nhớ con lắm đó trung hơi hoang mang ngày hôm qua anh vẫn chỉ là tên shipper nghèo đau lòng chuyện vợ ngoại tình cố gắng lao đầu vào công việc để trả nợ nần vậy mà bây giờ cậu đã có gia đình lại còn là một gia đình giàu có trung gật đầu nhưng anh vẫn chưa thể thẳng thắn gọi ông là cha được ba hùng như nhận ra điều này Ông cũng không cố ép cậu Dẫu sao thời gian sau này còn nhiều Trung lại đến căn biệt phủ kia một lần nữa Nhưng lần này anh không phải đứng bên ngoài cổng Mà được đi thẳng vào bên trong Bên ngoài anh cố tỏ vẻ bình tĩnh Nhưng bên trong đang gào thét Nơi này còn to hơn cả tưởng tượng của anh Thậm chí còn xa hoa đến nỗi Anh không dám tin vào mắt mình Lúc bước xuống xe Lìa có người phụ nữ chạy đến Bà đỏ mắt nhìn Trung Anh cạnh ngùng bập bệ chữ Mẹ Mẹ Ngọc chảy nước mắt, bà vội đi đến ôm lấy đứa con trai đã mất tích lâu năm của mình. "Con mẹ đã lớn như vậy rồi, con cực khổ rồi, là lỗi của mẹ." Trùng Vũ Vũ lưng an ủi bà, không hiểu sao bây giờ anh lại cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này. Anh đã gặp được ba mẹ mình, mọi người dẫn anh vào trong nhà, giới thiệu với người làm, thân nghiêm giọng nói. "Đây chính là cậu chủ nhỏ của ngôi nhà này, mọi người hãy nhớ giúp đỡ em ấy." Đám người làm không ai dám ho he gì Bọn họ làm việc ở nơi này Tuy nhàn nhã Nhưng vẫn có quy củ Ai lại muốn bỏ công việc an nhàn như vậy Nghe mấy người hầu nói vậy Khiến Trung hơi lân lân Anh theo Thắng và ba mẹ đi đến phòng mình Cầu thang nơi này Làm bằng gỗ Tay vịnh còn mạ vàng Khiến Trung không dám chạm vào Thắng đưa anh vào một căn phòng đã được dọn dẹp ở tầng 2. Căn phòng này còn rộng hơn cả hai phòng ngủ nhà cũ của anh gộp lại. Bên trong có tủ lạnh, tủ quần áo, tivi, laptop, khiến Trung cầm nín. Em xem, có cần thêm thứ gì không? Anh đặt cho em. Trung vội lắc đầu, anh đói. Không cần đâu anh, thế này là đủ rồi. Đối với anh như thế này là quá đủ rồi, anh đâu dám đòi hỏi thêm. Ba mẹ cũng vui vẻ nói chuyện với anh một lúc, rồi xuống làm cơm. Đợi ba mẹ đi rồi, Thắng mới kêu anh ngồi xuống. Anh có điều tra qua cuộc sống của em. Thắng hơi dừng lại quan sát sắc mặt của Trung Trung gật đầu ra hiệu nói anh tiếp Lúc này Thắng mới yên tâm nói Chuyện ly hôn của em thế nào rồi Em đọc đơn ly hôn rồi Chắc sắp có phán quyết Thắng gật đầu Anh đưa cho Trung xem một tập ảnh Bên trong có ảnh dung Cùng bộ của cô ta là lân đi chơi Đi ăn rồi cùng nhau vào nhà nghỉ Thậm chí còn có vài bức ảnh Bọn họ hôn nhau ở nơi công cộng Trung hơi mong lung nhìn mấy tấm ảnh đó nếu như trước đây khi nhìn thấy anh đau buồn thống khổ căm hận và bất lực thì bây giờ anh nhìn trong ảnh này chẳng còn một chút cảm xúc nào ngoài sự chán ghét bọn họ quả thật là ngu tầm ngu mã tầm mã cô ta không xứng đáng để có được tình yêu của anh dù sau đây cô ta có hối hận cũng chẳng kịp thắng nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của em trai mình thì yên tâm nếu em muốn trả thù anh sẽ giúp em trung ngẩng đầu lên hỏi trả thù thế nào thắng cười nhẹ anh nói với giọng nhẹ bâng Anh có làm ăn với vợ ông ta Đưa cho vợ ông ta là được rồi Hai mắt trùng sáng lên Quả là một ý kiến hay Quả nhiên anh trai vẫn thông minh hơn mình Thắng nhìn em trai mình như vậy Thì bật cười Nghỉ ngơi một lúc rồi xuống ăn cơm Quần áo đã chuẩn bị hết cho em rồi đó Vâng Nhìn Thắng bước ra khỏi cửa Cần giúp anh đóng cửa lại Trung liền lăn ra giường cười không nhịn được Bây giờ cậu không còn là đứa nghèo hèn nữa rồi cậu là cậu chủ nhà tài việt rồi mọi người sẽ không thể chà đạp cậu nữa lúc này điện thoại vang lên là tóc vàng huê gọi trung nghe máy chưa kịp để bên kia hỏi thăm thế nào anh liền cười sảng khoái nói cậu em anh giàu to rồi bên kia nghe tiếng cười của anh thì biết anh không sao cậu ta nói anh trút số hả mọi người còn bàn việc anh đắc tội người ta đấy anh mày không trúc sổ số, số mà còn hơn cả sổ số, số nữa đầu dây bên kia khó hiểu còn gì mà nhiều tiền hơn sổ số, số nữa vậy Trung liền nói một tràng dài Thấy hai người sáng nay không Họ đi may bác đó Bọn họ là cha ruột và anh trai anh Bây giờ đang sống trong biệt thự nhà họ này Nói rồi anh bật camera Cho tóc vàng hoe xem Cậu ta đang lái xe trên đường Cũng ghé lại bên lề cầm điện thoại lên xem Sau khi xem xong rồi Kết hợp những lời nói Cậu ta la lên Vãi đạn Sao anh may mắn vậy chứ Nhìn căn phòng xa hoa bên trong điện thoại cậu ta phải thốt lên Thế thật, anh giàu rồi đừng quên em đấy Được, anh trai anh Còn giúp anh báo thù cô ả ngoại tình kia đấy Hai người nói chuyện một lúc Thì tóc vạn huê phải đi ship hàng Trung đi lấy quần áo rồi tắm Bước vào khiến Trung hoa mắt Anh loay hoay một lúc Mới mở được nước Lại loay hoay một lúc Mới mở được chế độ massage Sau đó ngâm mình trong bồn ngâm Lúc Trung xuống nhà Liền thấy ba mẹ đang ngồi xem cái gì đó Thắng ngồi bên cạnh gật gật đầu thấy cậu đi xuống mẹ ngọc liền vẫy tay với anh kêu anh ngồi xuống bên cạnh bà đẩy đứa con trai cả ra tránh hết chỗ rồi đi ra chỗ khác nào trung ngồi xuống đây xem ảnh con hồi bé này thắng vợ khóc dở cười nhường chỗ cho trung anh ai oán nói xem ra là cho con ra rìa rồi ba mẹ liền bật cười trung cũng cười anh an ủi anh trai còn em quý anh mà trung ngồi xuống rồi xem ảnh Thật không ngờ hồi bé anh béo như thế này Trong ảnh ba mẹ vẫn còn trẻ Anh trai vẫn còn non nớt Bọn họ vẫn là một gia đình hạnh phúc Mẹ Ngọc hỏi những năm tháng qua Anh sống thế nào Trung bồi hồi nghĩ lại Anh nói Con ở trại mùa côi Sau đó học xong liền đi làm Con không học đại học nên chỉ làm shipper thôi Lấy vợ thì vợ ngoại tình Đang đề đơn ly hôn Mọi người đau lòng cho số phận của anh Mấy ngày nay, dùng vẫn dỗ dành lân để ông ta chi tiền nhiều hơn cho mình bọn họ đã thuê được mặt bằng và đang chuẩn bị sửa sang lại sắp đến cuối tháng tiền sắp vào túi nên cô ta rất vui vẻ ngày ngày đi shopping mà không để ý ai cô ta coi mình là bà hoàng mà hống hách cô ả đi vào một quán quen trong trung tâm thương mại lấy thẻ mà lân đã cho mình mua thật nhiều đồ đẹp trước kia còn giấu giếm chồng ả không dám mua nhiều đồ vì không biết phải giải thích thế nào còn bây giờ thì sao Mọi chuyện dù sao đã phơi bày Bọn họ sắp ly hôn rồi Thì cô ta còn cần gì để ý nữa chứ Nhưng gọi cho mấy cô bạn giàu có Mình mới quen được Alo, Quỳnh hả, rủ qua đi du lịch đi Đầu dây bên kia một giọng nữ Trong trẻo vang lên Đợi ta hỏi hoa đã Bọn họ nói vài câu liền tắt mấy. Dùng cười thầm Cô ta dùng thân phận mới Một thiên kim tiểu thư Để kết bạn với những cô gái nhà giàu như vậy thì cô ta có thể chính thức bước chân vào giới thượng lưu rồi. Bọn họ nhanh chóng tụ hợp với nhau rồi đến một bãi biển đẹp tắm nắng. Quỳnh là con của một ông chủ sắt thép, giàu có, xinh đẹp, học giỏi. Cô ta luôn khiến Nhung phải ghen tị. Nếu cô ta mà ở vị trí đó thì chắc chắn sẽ không chỉ có như vậy. Hoa cũng là con của ông bầu giới giải trí, gặp siêu sao như cơm bữa. Bọn họ thấy Nhung mặc áo tắm thì ghen tị mà nói. Eo ơi, da cười cậu đẹp thế, đi tìm người mẫu được đấy dùng giả vờ e thẹn cô ta lấy tay bồi kìm chống nắng rồi nói so với tớ thì mọi người càng giỏi hơn dáng đẹp thì có gì giỏi đâu hoa là người không có ngoại hình đẹp câu nói này của cô ta đâm trúng tim cô nhưng cô lại là người dễ tha thứ nên cũng chỉ tưởng cô tiện miệng nói ba cậu làm gì thế dùng nghe quỳnh nói thì hơi chột dạ ba mình làm bất động sản cô vốn dĩ không biết lân làm việc gì nhưng thôi cứ bịa ra nếu không sẽ bị nghi ngờ vậy hôm nào bọn mình đến nhà cậu chơi nhé dùng quảng hốt ẩm ừ rồi nói đi mua kem còn rất chu đáo hỏi hai người kia ăn gì đợi cô ta đi một lúc hoa liền nghe tiếng hừ nhẹ của quỳnh làm sao vậy quỳnh bốn trắng gió bản thân của mình cậu không nhìn cô ta đang giả vờ sao đã nghèo rồi còn giả làm đại gia ở thành phố này bao nhiêu người làm bất động sản mà tớ không biết chứ khéo lại bồ bịch của ai đấy trong một căn biệt thự ba tầng xa hoa lần đang ngồi trên sofa xem tạp chí một người phụ nữ trung niên từ cầu thang bước xuống thấy người lão liền xô ra quát cô có chuyện gì thì mau nói đi gọi tôi về làm gì hoàng dung ngồi xuống ghế bà lẳng lặng uống hớp trà rồi lấy từ trong túi ra một chồng ảnh anh xem đi là đối tác cùng bạn bè gửi cho tôi đó lần bỗng cảm thấy có điềm báo ông ta mở ra xem bên trong là một tập ảnh ông ta cùng nhung vào quán neo rồi cùng vào nhà nghỉ thậm chí còn vài tấm ảnh bọn họ hôn môi ông ta tức giận chỉ vào vợ mình cô cho người theo dõi tôi sao nếu không làm sao họ biết được hoàng dung cười mỉa mai bà nói tôi với ông hôn nhân thương mại là do nhà ông đi cầu xin chúng tôi đừng nói như tôi cần ông lắm vậy còn bây giờ ông đã đắc tội với đối tác rồi đấy tôi sẽ không giúp ông chuyện gì đâu nói rồi bà đứng lên đi khỏi nhà lần chán ghét nhìn bà vợ của mình, hôn nhân của bọn họ là hôn nhân thương mại. Nhưng thú thật lúc đầu ông ta cũng có chút thích bà. Nhưng vì ở chung lâu ngày ông mới biết một người phụ nữ giỏi trên thương trường thì sao chứ? ở nhà lúc nào cũng lạnh mặt, không xinh đẹp, không làm nũng, cũng chẳng có cái gì giống một cô gái. Trước khi có dùng ông ta cũng cặp kè với rất nhiều cô gái khác. Không cô này thì có cô khác. Ông ta không tin vợ mình có thể quản lý ông cả đời Mấy ngày nay Trung đều ở nhà vui chơi Anh đã xin nghỉ công việc shipper Tóc vàng huê thấy anh nghỉ Còn mời anh đi ăn Ăn uống xong còn gào hét lên gọi ba mẹ Khiến Trung đau đầu Trung đứng dậy đi ra khỏi nhà Ra đến vườn thì gặp bác quản gia Cậu chú nhỏ đi đâu vậy? À bác à Con đi về nhà cũ lấy mấy thứ Rồi kết thúc hợp đồng thuê nhà Vậy để bác bảo tài xế chở con đi Trung gật đầu đồng ý Cậu bảo tài xế chở mình đi Trước khi đi Anh đã báo với chủ trọ rồi Nên khi Trung đến Chủ trọ đã sẵn ở đó Cô chủ trọ nhìn thấy Trung bước xuống Từ chiếc xe sang trọng Thì không khỏi há hốc miệng Cậu shipper này lại giàu như vậy Trung thấy cô chủ trọ Vẫn nhìn mình thì hơi buồn cười Anh đi đến đưa hợp đồng thuê nhà ra Cô chủ không khỏi cảm thán mà nói Cậu làm gì mà giàu nhanh thế rút sổ số, số hả? <laughs> không phải trúng số số Cháu tìm được người nhà rồi. Tất nhiên, chủ trọ trước đó biết anh là trẻ mồ côi, bà vỗ vỗ vai anh, "Chúc mừng cậu, một bước lên mây luôn, mà vợ cậu đâu? Dạo này tôi không thấy." Trùng không biết nên trả lời thế nào. Cô ta có lỗi với anh, nhưng anh lại chẳng thể nói xấu cô ta trước mặt những người khác. "Bọn cháu sắp ly hôn rồi, không hợp nhau thì ly hôn thôi." Chủ trọ dù không biết chuyện gì, nhưng bà cũng không hỏi nữa. Dù sao chuyện mình lo chưa xong Lại đi lo chuyện người khác Hai người nói qua nói lại vài câu Rồi anh trả chìa khóa nhà cho chủ trọ Anh không mang nhiều đồ đi Quần áo anh đã bảo chú trọ làm từ thiện Đồ đạc thì để cho khách thuê sau Anh ôm con lợn đất Chứa tiền tiết kiệm mấy năm của mình Đi qua không ảnh cưới Anh nhìn qua một lúc rồi bước đi Trung bám một dãy số điện thoại Alo alo Ông rảnh thì gặp tôi một chút Tôi trả tiền cho ông Trung nghe thấy tiếng cười nhạo bên kia Ông ta nói Tao không cần gặp mày Chuyển cho tao là được Của mày 900 triệu Sao có trả được không Sau khi chuyển cho ông ta 900 triệu Trong sự ngỡ ngàng của đối phương Trung cười nhạo tắt máy Đúng là cười người hôm trước Hôm sau người cười Bên tòa án làm việc rất nhanh Vì cả hai đều đi hôn trong hòa bình Nên không cần ra tòa Dùng ký xong tờ giấy ly hôn rồi Tươi cười nũng nịu trong vòng tay lân Anh em ly hôn xong rồi Bây giờ mình danh chính ngôn thuận rồi anh Lần hôn dậy lên má cô ta Chuyện bọn họ ly hôn Cũng chẳng liên quan gì đến ông ta So với bây giờ Ông ta càng thích hoàn cảnh chui lũi vụng trộm của bọn họ trước đây hơn Dùng được ông ta hôn thì vui vẻ Cô ta nói Vậy khi nào anh chuyển tiền cho em Tiệm đeo cũng sắp trang trí xong rồi Lần chần chờ một chút rồi nói Để mai Hoặc ngày kia anh chuyển cho em được không cục cưng Vâng Dung bên ngoài thì cười, nhưng bên trong lại hơi lo lắng. Cô ta đã tiêu hết tiền ông ta cho. Bây giờ cô ả đang muốn mua một chiếc đầm o Cô ta đặt hàng rồi, hàng cũng sắp về rồi. Bây giờ cô ta thật rất cần tiền, nhưng không thể xin ông lão này được, khiến Dung hơi tức. Bỗng cô ta nhớ ra một người có thể giúp mình. Chẳng phải anh chồng của nghèo nàng mình đã hứa sẽ trả lại tiền sao? Như vậy là được rồi. Nghĩ gì đấy, Dung giật mình. Cô ả à thấy tay lân đang luồn vào ngực mình Liền hiểu ông ta muốn gì Ả à xoay người lại Ngồi lên người ông ta Hai người quấn quýt với nhau đến chiều tối Lúc Nhung ngủ dậy Liền không thấy lần đầu Cô ả à đi vào nhà tắm Tắm rửa một lúc Rồi ăn diện xinh đẹp Cô ta cầm điện thoại lên gọi chồng cũ của mình Alo Còn chuyện gì nữa dùng không ngờ Người chồng cũ luôn hiền lành Yêu thương mình trước kia Giờ lại nói chuyện với mình một cách thiếu kiên nhẫn như vậy bỗng dưng cô ta nhớ đến quãng thời gian hai người yêu nhau anh luôn bảo vệ cô ta làm cô ta vui sau đó cô ta lại nghĩ về căn nhà thuê nghèo nàn kia nhung lắc đầu cô đanh giọng lại nói gặp nhau lần cuối đi được bên kia trả lời rất nhanh cũng rất lạnh lùng dùng biểu môi nói đã nghèo còn xí diễn lạnh lùng dùng hẹn chồng cũ ở một quán cà phê sang trọng như muốn ra oai với anh ta cô ta muốn cho anh biết là quyết định ly hôn với cô ta là một chuyện đúng đắn cô ta bây giờ có nhà có xe ăn uống sang chảnh ngày nào thích thì đi du lịch không thích thì đi mua sắm linh tinh cũng được lúc nhung đến thì trung đã ngồi trong quán uống cà phê nhung nhận ra có gì đó là lạ người chồng cũ ngu ngốc không biết ăn mặc trước kia của mình đâu rồi anh ta từ khi nào đã trở nên có thần thái như vậy từ khi nào lại đầu tư những loại hàng giả như thế này dùng khó chịu cô ta đi đến để chiếc chìa khóa ô tô lên bàn rồi cáo kỉnh ngồi xuống xin lỗi đi xe hơi nên tắt đường hỏng nhanh bằng đi xe máy trung ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô ta nhìn vẻ mặt trào vúng kia anh cũng không nói gì anh đưa tay đặt lên đùi cô hẹn tôi làm gì Dung cao mày nói anh không quên chứ anh nói sẽ trả lại hết những gì đã nợ tôi trung bật cười anh nói thế lão già kia không nói cho cô biết là tôi đã trả rồi sao dùng tái mặt cô tập quá sao anh lại không đưa cho tôi mà khoan anh lấy đâu ra nhiều tiền thế mà trả Trung nhìn ả một loại người lúc nào cũng chỉ vì đồng tiền mà tự làm mờ con mắt mình một người phụ nữ có thể hôm nay ôm áp người này mai đụng niệm người kia nghĩ thôi Trung cũng thấy ghê tởm trước khi đi đến đây thắng đại nhắc anh là căn hộ hai người kia đang ở đã được sang tên cho vợ lão lân cũng đã điều tra và biết rằng ông ta đã bao nuôi rất nhiều người phụ nữ cũng đã ruồng bỏ rất nhiều người càng nghĩ trông càng vui vẻ cô không biết lão già kia bao nuôi bao nhiêu cô gái đâu nhỉ cô biết cô là người thứ mấy không nhưng không hiểu anh đang nói gì cô ta cố kéo lại chủ đề câu chuyện tại sao anh không đưa tiền cho tôi đó là tiền của cô sao cô thì làm được cái gì nếu không phải tiền của lão già kia cô có thể ăn sung mặt sướng được như vậy không tôi nói cho cô biết số tiền cô kiếm được còn không đủ nuôi cô cơm ba bữa đâu dùng lúc này giận tím mặt cô ta muốn đứng dậy tác cho anh ta một cái nhưng ngại nơi đông người nên cô ta chỉ có thể căm đính nhìn trừng anh trùng bây giờ mới nói cho cô ta biết chắc bây giờ mọi chuyện cũng sắp xong rồi chuyện gì sắp xong dùng ngơ ngác nhìn trùng cô tưởng các người làm gì vợ người ta không biết sao khéo khi bây giờ cô chẳng thể về lại căn hộ kia đâu Dung ngạc nhiên Anh nói cái gì? Sao lại biết chuyện này? Trung uống một ngụm cà phê Anh do điện thoại cho Dung xem Bên trong là số dư tài khoản của anh Dung ngạc nhiên Rõ ràng số dư tài khoản của Trung còn dài hơn số điện thoại của ta Cô ta không hiểu Trung lấy đâu ra lắm tiền như vậy Anh đừng lừa tôi Bằng chiêu trò vặt vảnh này Anh có bao nhiêu tiền tôi không biết chắc Đồ nghèo nàng Trung cũng không vì câu nói của cô ta Mà tức giận Tôi tìm được ba mẹ ruột rồi đây là số tiền họ cho tôi Chắc vợ cô tiếc lắm nhỉ Đúng là dung tiếc thật Nếu cô ả à biết trước Người chồng cũ của mình sẽ giàu Thì cô ả à đã chẳng phải đi cặp kệ Với một lão già đã có vợ Trông nhìn vẻ mặt tiếc hận Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của cô ta Thì bật cười Anh đứng dậy nói Cô nên về xem mình có vào được nhà nữa không đi kìa Thảm biệt Và đừng bao giờ gặp lại Trung bước ra khỏi quán cà phê, anh đang chói chàng Nhưng anh lại cười thật tươi Vừa về đến nhà Liền thấy ba người kia đang ngồi ở sofa Người thì xem phim Người đọc báo Người lướt điện thoại Không cần nhìn cũng biết Họ đang đợi anh về Để nghe kể chuyện rồi Mẹ Ngọc là người đầu tiên lên tiếng Bà đưa đĩa hoa quả ra rồi hỏi Sao rồi? Còn xử lý xong hết rồi Dùng ngờ ngát Ra khỏi quán cà phê Nếu đúng như những gì chồng cũ đã nói thì vợ lân cũng biết cô ta rồi liệu cô ta có bị đánh ghen không quan trọng là cô ta sẽ không được chu cấp nữa dung nhanh lấy xe về chung cư lúc lên thang máy thì thẻ không lên được cô ta ấn mấy lần thẻ đều không mở được cửa thang máy dung đến chỗ bảo vệ cạnh đấy hỏi chú ơi thang máy hỏng à tôi không mở được chú bảo vệ nhìn cô một cái rồi hỏi trần thị dung đúng không chưa kịp để cô ta trả lời bảo vệ đã nói thẻ thang máy của cô bị hủy rồi thẻ nhà cũng bị hủy sao lại như vậy được nhung hoảng hốt khi nghe bảo vệ thông báo vợ của ông lân đã mua lại căn hộ rồi bà ấy đã đổi chìa khóa rồi ông lân để lại tờ giấy này cho cô nhung run rẩy cầm lấy tờ giấy bên trong có phỏng vẹn mấy chữ của lân nhưng à mình dừng lại thôi em vợ anh nó làm ầm ĩ với hai nhà rồi tài khoản của anh cũng bị đóng băng rồi giờ em đừng gọi cho anh nữa nhung đọc xong mà hoảng loạn cô ta mở điện thoại ra gọi cho lân nhưng người nghe máy lại là một người phụ nữ Giọng nói lạnh băng vang lên từ bên kia Cô đừng gọi nữa Anh ta không nghe được đâu Nhung chưa kịp nói gì Thì bên kia đã tắt máy Tiếng chuông điện thoại vang lên Là số lạ dù mang theo hy vọng là lân Sẽ gọi lại mà nghe máy Alo, chào chị Nhung Chiếc đầm Dior chị đặt đã về Chị có thể đến lấy và thanh toán được rồi ạ à? Nhung tuyệt vọng cúp máy Bây giờ cô ta biết làm thế nào Nhung chợt nghĩ đến những người bạn giàu có mà cô quen biết. Nếu vay mỗi người một ít, chắc chắn sẽ trả được. Alo, Quỳnh ơi, tao... Đừng gọi tôi nữa, đồ trà xanh, phá hoại gia đình người khác. Dung chưa kịp nói xong, đã bị Quỳnh nói lại, rồi ngắt điện thoại. Á à ta vùng vẫy gọi cho qua. Người bạn hiện lành ngày nào bây giờ lại không nghe điện thoại của cô. Nhung gục xuống khóc ngay bên cạnh thang máy. Người qua đường thấy cô như vậy, cũng chọn cách làm ngơ. Bảo vệ tuy không trực tiếp Nghe thấy nhưng cũng đoán ra ngọn nguồn câu chuyện Không một ai đồng cảm với cô ta cả Lúc này điện thoại vang lên Là bên thi công gọi tới Đợi thi công đã làm xong Khi nào cô đến trả tiền Dung nghe vậy thì hét lên Cút đi, đừng điện tôi nữa Mấy người cút đi Dung ngồi khóc ở đó Nhưng không ai giúp đỡ cô ả Cô ta nghĩ về người chồng cũ của mình Nghĩ về những săn sóc Ân cần của anh ta với mình Thì bật cười cô ta đã làm gì vậy trời cô ta đã bỏ người yêu để đến với đồng tiền bây giờ thì sao chứ cô ta mất tất cả chẳng còn một thứ gì nữa quý thính giả thân mến quý vị vừa nghe xong truyện ngắn ngoại tình của tác giả thanh trúc sau khi nghe xong truyện ngắn vừa rồi quý vị cảm nhận như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới để trinh cũng như là tác giả và các thính giả khác được biết với quý vị nhé còn đến đây thì trinh xin nói lời chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video nếu quý vị nào đang nghe truyện vào giờ đi ngủ trinh xin chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon